Phim được thuyết minh bởi HD Việt. La Phong. La Phong. La Phong. La Phong. La Phong, đừng qua đây. Quynh vẫn hận muội sao? Hận muội ngay từ đầu không ở bên Quynh nè. Ta đương nhiên rất hận muội. Ta luôn hy vọng bản thân sẽ không hận muội. Bởi nếu không hận thì sẽ không yêu. La Phong, muội muốn nhìn Quynh. Quynh hãy để muội nhìn Quynh được không? Lúc ta còn sống, muội không muốn nhìn ta. Bây giờ hà tất gì phải nhìn một người chứ còn là hồn ma chứ? Không, Quynh là La Phong. Quynh không phải là hồn ma. Quynh là nam nhân duy nhất đã từng yêu muội. Ta hỏi muội, muội có từng yêu ta không? Muội cũng đang bị trừng phạt. Quynh có thấy không? Người đàn ông của muội cũng không yêu muội. Bây giờ muội biết hối hận rồi sao? Bây giờ muội mới biết muội tuyệt tình với ta thế nào sao? Bây giờ muội hạnh phúc rồi, có còn nhớ đến ta không? Muội sẽ không nhớ đâu. Nhất định là không nhớ. La Phong, Quynh hãy tha thứ cho muội. Muội biết muội sai rồi. Quynh hãy tha thứ cho muội đi. Ta rất hận bản thân mình. Tại sao mỗi lần đối mặt với muội đều bị che mờ hết mắt? Diệu quá, muội đúng là khắc tinh của ta. La Phong, là Quynh phải không? Đúng là Quynh phải không? Tại sao Quynh phải đeo mặt nạ? Lẽ nào Quynh ấy chưa chết? Nương nương, nô tỳ đáng chết, nô tài đáng chết. Tiện nhân to gan, nhìn thấy nương nương sao không quỳ xuống? Nương nương, bên ngoài rất lạnh, mặc thêm y phục rồi hãy ra ngoài. Nương nương, nương nương, tham kiến nương nương. Người mỗi ngày đưa củi vào trong cung đã đến chưa? Nương nương, khai bẩm nương nương đã đến rồi. Trần công công đã đưa hắn đến nhà bếp. Nhà bếp à? Nương nương, người thế này chắc là bị cảm lạnh đấy. Mau mặc thêm y phục nương nương. Không cần, để ta về nói sau. Nương nương, nương nương, tham kiến nương nương. Người này là bẩm nương nương, hắn là người đưa củi. Đưa củi không phải là người đeo mặt nạ đó sao? Nơi cấm cung để tùy tiện cho mấy người này ra vào. Quy phép hoàng cung để đâu rồi? Nô tài đáng chết. Trước đây lúc Chiến Dương vào cung, người bị thương và chết quá nhiều, người trong cung không đủ nên mới cho bọn họ vào. Lần sau nô tài sẽ không dám tái phạm nữa. Tại sao lại là ngươi mà không phải là người đeo mặt nạ kia? Bẩm nương nương, người đó là hàng xóm của tôi. Mấy hôm trước vì tôi bị thương nên mới tạm thời thay tôi làm việc này. Hắn ta là ai? Hắn là hàng xóm của tôi. Ta không hỏi cái đó. Nếu nương nương mới biết về người đó
Nô tài sẽ giúp nương nương nghe ngóng xem. Không cần, ta chỉ tùy tiện hỏi thế thôi. Các ngươi đi đi. Vâng. Nương nương, người nói người chết rồi có thể sống lại không? Nương nương nói người chết sống lại là sao à? Điều này sao có thể? Nương nương đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta về thôi. Được chưa? Xong rồi. Bụng nương nương ngày một lớn mà ngày nào cũng đến kho giúp ta, thật ngại quá. Sao Quynh biết là ta giúp Quynh? Nó không chừng là Quynh đang giúp ta đấy. Sao lại nói vậy? Những ngày sống trong phủ rất vô vị. Một khi nhàm chán quá sẽ nghĩ linh tinh. Ta đến đây một chuyến, một là có thể học hỏi thêm chút, hai là có thể quên đi phiền não. Vì vậy chúng ta là đang giúp đỡ lẫn nhau. Quynh không phải ngại gì cả. Sao? Mặt mũi có gì à? Ta thấy nương nương không giống với những nữ nhân khác. Lại nói vậy nữa, chủ thượng suốt ngày lưu luyến trăng qua. Một nữ nhân bình thường gặp phải tình cảnh này sẽ chỉ có hai kết cục. Một là khóc, hai là làm loạn lên. Loại thứ nhất trốn trong phòng tự quán trách mình, than trách bản thân bệnh khổ bị gã ngầm. Loại còn lại nói không quan tâm là lừa người, nhưng lại quan tâm phải làm thế nào. Khóc cũng được, làm loạn cũng được. Nếu cuối cùng vẫn không giữ được trái tim Quynh ấy, không bằng hãy để Quynh ấy đi. Để Quynh ấy chơi mệt rồi lại trở về bên mình. Nếu Quynh ấy không trở lại thì sao? Bàn tay nữ nhân quá nhỏ bé, trái tim nam nhân thì lại quá lớn. Không giữ nổi thì chỉ trách bản thân mệnh khổ. Sao hả? Tiêu đại ca không đồng ý với cách nghĩ của muội. Ta thấy muội chỉ là đang mượn cớ mà thôi. Trái tim nam nhân sẽ thay đổi, nhưng không có nghĩa tất cả đàn ông đều như thế. Cách nghĩ này của muội chỉ là một nguyên nhân, đó chính là yêu chưa đủ sâu nặng. Thiên hạ có rất nhiều nữ nhân đều cho rằng đàn ông bạc tình, nhưng ta thấy là do trái tim phụ nữ quá mạnh mẽ. Khóc loạn lên không phải là yêu mà là uy hiếp. Quán trách cũng không phải là yêu mà là dung túng. Ta còn cho rằng nương nương sẽ biến không thành có, không ngờ đáp án lại khiến người khác thất vọng. Xem ra nữ nhân trong thiên hạ đều không đáng tin. Các ngươi đều biết như coi lương thực như trời. Trên đời này ngày ba bữa đều là điều quan trọng nhất. Không chỉ phải chú ý đến màu sắc mùi vị, quan trọng hơn là phải chú ý đến dinh dưỡng. Đây là gì vậy? Mùi gì thế? Đây là con dâu. Sao lại là con vậy? Con đích thân xuống bếp sao? Con đang hầm canh xương. Đúng à, đây là món chủ thượng thích nhất. Được, được lắm. Hai đứa con thật yêu thương nhau. Nhưng con dâu à, bây giờ con đang mang thai, không được để mất mệt quá đấy. Ta thương con trai ta, nhưng ta thương cháu ta hơn. Con biết rồi cha, con sẽ chú ý. Người đâu? Người đâu?
Chủ thượng có gì phân phó? Căn phòng này sao lại ra thành thế này chứ? Tối rồi nàng còn giả ma quỷ ở đây hả? Nàng định làm gì? Thiếp không muốn làm gì cả, chỉ muốn cùng chủ thượng vui vẻ. Không cần, nàng ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nữ nhân ở trong cung tốt hơn là thiếp sao? Hay người làm vậy là vì muốn thử tâm Lạc Nhi? Quả nhiên không ngoại trừ dự đoán của thiếp. Có điều thiếp nói cho chàng biết, Lạc Nhi lại không quan tâm. Tỷ ấy không có cảm giác gì. Hôm nay thiếp ở kho lương thực nhìn thấy Lạc Nhi, tỷ ấy vẫn vui vẻ thu xếp hàng quá. Đúng rồi, tiêu quy của kho lương trông cũng rất bảnh đấy, cũng có vài phần giống dân cuồng. Nàng nói đủ rồi đó. Chàng giết thiếp đi, hãy giết thiếp đi. Giết thiếp, Lạc Nhi cũng sẽ không thích chàng đâu. Chủ thượng à, đúng rồi, tiêu quy quản lương thực người rất anh tuấn, có vài phần bản sắc phóng khoáng. Nàng chán sống rồi hả? Chàng giết thiếp đi, giết thiếp đi. Giết thiếp rồi Lạc Nhi cũng sẽ không thích chàng. Chú thượng, nhìn thấy chưa, tỷ ấy đến làm loạn lên cũng không có, tỷ ấy không quan tâm. Đi, mau đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy mặt nàng nữa. Tham kiến nương nương. Ta nghĩ huynh đã nói sai rồi, không phải do nữ nhân quá tàn nhẫn, mà là do nam nhân thay lòng quá nhanh. Cứ cho là ta tận tâm tìm cách cứu giảng, đến cùng cũng chỉ làm khổ bản thân thêm thôi. Nương nương, nương nương, rốt cuộc người muốn đi đâu? Chúng ta đã đi rất lâu rồi. Ta yêu dân cuồng, nhưng vận mệnh lại khiến ta chọn Hải Thiên. Ta không hối hận. Nhưng hôm nay những câu nói của huynh lại thức tỉnh ta. Ta phát hiện trái tim ta vẫn còn lưu luyến hình bóng cũ, vẫn còn yêu, vẫn còn hy vọng. Ta thấy rất có lỗi với chủ thượng. Ta muốn bù đắp cho huynh ấy. Vậy là tốt mà.
Không tốt. Ta rất muốn bù đắp cho Quynh ấy. Vì vậy hôm nay ta đã hầm canh xương mang đến phòng cho Quynh ấy. Sau đó lại thấy Quynh ấy và Hỷ Băng ân ái. Thời khắc đó trong đầu ta như trống rỗng. Ta chỉ có thể mang canh rời đi. Ta đang nói, ta không biết nên làm thế nào đây. Ta thật sự không biết nên làm thế nào. Khoai lang nướng đây, khoai lang nướng đây. Cái này cho muội nè. Hồi nhỏ nhà ta rất nghèo, đến cả khoai cũng không có để mà ăn. Mỗi lần phụ thân có việc phải ra ngoài, mẫu thân mới mua vài củ để ông ấy mang đi. Nhưng lần nào phụ thân cũng không ăn mà giấu giếm đưa cho ta. Ông nói với ta rằng sau này có tiền, sau này ông có nhiều tiền sẽ cho ta ăn ngon hơn. Vì thế mỗi lần ăn khoai nướng, ta lại cảm thấy không phải đang ăn khoai mà là hy vọng. Hy vọng à? Đúng, là hy vọng. Dù gặp phải bất kỳ chuyện khó khăn gì, chỉ cần có hy vọng, tương lai nhất định sẽ là của chúng ta. Sao muội không ăn đi? Rất ngon, ăn thử đi. Sao? Ta không lừa muội chứ? Nương nương, nói thật nhé, ta cũng không biết giúp muội thế nào. Chỉ là nếu lúc nào muội cần người thổ lộ, ta sẽ là người nghe tốt nhất. Không phải Quynh nói nữ nhân không đáng tin sao? Muội là ngoại lệ. Tại sao? Ta cũng không biết tại sao. Tóm lại là ta tin muội. Ta nghĩ ta biết nên làm gì rồi. Bởi vì ta cũng tin bản thân mình. Lạc Di, chàng đến rồi sao? Xin lỗi, tối qua ta uống hơi nhiều. Nhưng sự việc không như những gì nàng nhìn thấy đâu. Thiếp hỏi chàng, chàng có yêu thiếp không? Đương nhiên. Vậy là đủ rồi. Thiếp đang mang thai, không tiện hầu hạ chàng. Chàng phải chịu nhiều uẩn khúc rồi. Nhưng như vậy cũng tốt. Hỷ Băng có thể thay thiếp làm trách nhiệm của một người vợ. Ý nàng là chàng hãy nạp Hỷ Băng làm thiếp để chúng ta trở thành người một nhà. Sao hả? Tại sao nàng, tại sao lại coi như không nhìn thấy những chuyện gì xảy ra chứ? Tại sao nàng lại như vậy? Ta sẽ rất đau lòng. Bởi vậy chứng tỏ nàng một chút cũng không quan tâm, một chút cũng không hề yêu ta. Có người phụ nữ nào đồng ý cùng người khác chia sẻ chồng mình chứ? Nhưng không còn cách nào khác. Chàng thích muội ấy, thiếp cũng chỉ có thể tác thành. Chàng biết tính thiếp rồi đấy.
Là một người kiên cường như vậy, thiếp sẽ không thỏa hiệp bất kỳ chuyện gì. Nhưng thiếp nguyện ý thay đổi vì chàng. Thiếp như vậy còn không phải là yêu chàng sao? Tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Vốn dĩ tất cả đều rất tốt đẹp mà. Miếng ngọc bội này không phù hợp với thiếp. Tướng công chàng thế nào không quan trọng, thiếp tin chúng ta sẽ hạnh phúc. Hôm nay là ngày gì vậy? Hôm nay là lễ Du Lan. Nương nương không biết sao? Lễ Du Lan à? Bên ngoài nhất định rất náo nhiệt. Nô tỳ vừa đứng ở cổng cung, nhìn thấy cô nương của Tiền đại nhân. Ngài ấy nói với nô tỳ ngoài đường đã chật, không đi xe được nữa rồi. Vậy sao? Lâm Dương là kinh thành, đường phố cũng đông đúc, năm nào cũng như vậy. Chúng ta ra đó được không à? Ra đó được không hả? Cái này cả ngày ta đều không phải ở trong đây, chán muốn chết. Ta sợ nếu không ra ngoài sẽ phải phát điên mất. Nhưng trong cung có quy định, đừng quan tâm đến quy định trong cung. Chúng ta có lệnh bài của chiến dương, chúng ta chỉ cần mặc y phục với bách tính, lén ra ngoài rồi lại lén trở về, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Nhưng mà khi chiến dương không ở trong cung, ta là lớn nhất, ngươi lại là cung nữ của ta, phải nghe lời ta chứ, bao giúp ta thay y phục. Nhưng nương nương à, phải đồng ý với nô tỳ. Được được, cái gì ta cũng đồng ý. Ngươi thấy bộ này thế nào hả? Bộ này đi. Bộ này được không? Bộ này cũng được đây. Vậy lấy bộ này. Đi. Phu nhân, ở đây đông người phải cẩn thận đấy. Không có chuyện gì đâu. Thật là. Sao thế? Vừa rồi có người xô vào nô tỳ. Không sao chứ? Không sao. Phu nhân, chúng ta rốt cuộc đi đâu đây? Hỏng rồi, ta quên mất. Người đeo mặt nạ kia sống ở đâu nhỉ? Mau xem, bên đó đốt pháo kìa. Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân! Lục Kiều! Lục Kiều! La Phong! La Phong! La Phong! Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân! Lục Kiều! Lục Kiều!
La Phong. La Phong. La Phong. Người đeo mặt nạ đó là ma sao? Không thể nào. Không thể nào. Quỳnh ấy rất sống động ngay trước mắt mình mà. Diệu quá. Sao vậy? Không nhận ra ta sao? Ta là Dân Khương đây. Dân Khương à, ta vẫn còn sống sao? Vậy còn La Phong? Ta làm theo bụi bão đến phòng đại dương, nhưng trong cung lại xảy ra hỏa hoạn lớn, ta cảm thấy không ổn nên đã một mình chạy ra khỏi đó. Xin lỗi. Nghe theo trời là do mệnh, không phải do người. Vậy đại dương có chết không? Vừa qua muội sao vậy? Muội quên lúc muội gặp ta đại dương đã chết rồi đó sao? Đúng vậy, Quỳnh ấy chết rồi. Đúng rồi, tỷ có ổn không? Sau khi xuất cung, liền được gánh tạp kỹ ở đây thu nhận. Bọn họ đều đối xử với ta như người thân trong nhà vậy. Có điều không bằng muội. Ta nghe nói muội đã gả cho Chiến Dương, lại được làm nương nương. Ta thất lễ rồi. Không có phép tắc gì cả, không cần đâu Dân Khương à. Muội vẫn thích tỷ gọi muội là Diệu Hoa, nương nương chỉ là hư danh. Thật ra mùi vị bên trong thế nào ai có thể hiểu được chứ? Ta hiểu, nữ nhân trong cung đều như vậy. Nếu không phải là đau khổ chờ đợi thì cũng là chết thảm. Mà đến khi xuất cung ta mới hiểu, thì ra sống như thế này tốt hơn. Mùi có vội hồi cung không? Đi thôi, ta dẫn muội đi xem gánh tạp kỹ chúng ta biểu diễn. Hôm nay U Minh Cốc Chủ sẽ đến, còn đặc biệt xuất hiện thay mọi người giải quyết khó khăn. U Minh Cốc Chủ là ai vậy? Đó là một tiện nhân, không chỉ biết qua mà còn có thể biết được tương lai, còn có thể giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn. Đảm bảo muội sẽ tin. Đi thôi. Đây là tiết mục gì vậy? Đây là tích Hằng Nga lên cung trăng. Hằng Nga một lòng muốn thành tiên. Nghe nói Tây Dương mẫu có thuốc bất tử, Hậu Nghệ lên đường tìm thuốc về cho nàng. Nhưng sau khi uống, Hằng Nga lập tức bay lên trời, rồi cứ bay mãi cho đến khi xuống được cung trăng. Diệu Hoa, muội sao vậy? Người đóng vai Hậu Nghệ trên đó là ai vậy? Hình như muội có quen biết. Đó chính là U Minh Cốc Chủ. Đây là lần đầu tiên muội nhìn thấy mà, không thể quen đâu. Sắp tặng quà rồi. Quà hả? Chính là ném đồ vật nào đó của muội lên sân khấu. Nếu nhặt trúng của ai thì có thể sẽ gặp mặt được. Mau ném đi, ném chuẩn nhé.
Tốt quá rồi, là đồ của chúng ta. Có thể được gặp rồi, đi thôi. Dân Khương, đây là khúc gì vậy? Dân Khương, Dân Khương, Dân Khương à, Dân Khương, Dân Khương, sao vậy phu nhân? Ta đang tìm một người bạn. Cô ấy đã tạm thời rời đi thôi. Quy tắc ở đây là chỉ cho phép một người vào. Thì ra là như vậy. Đã đến đây rồi, phu nhân có vấn đề gì muốn hỏi thì mau hỏi đi. Ta muốn hỏi một người. Người nào? Một người ta đã từng phụ bạc. Bất ngờ tương ngộ lại vô tâm, sau này tình cảm sâu đậm, vì yêu mà sinh ra thương xót, vì yếu mà sinh hận. Thời khắc đó sinh ra tình duyên. Phu thê vốn là một đôi uyên ương. Đại nạn ập đến mỗi người một ngã. Mỗi người một ngã. Ngươi là ai? U Minh Cốc chủ. Sao ngươi biết những chuyện đó của ta? Tính ra phải làm sao để hóa giải? Rất đơn giản. Phu nhân, trước hết người hãy học cách yêu. Yêu à? Có tác dụng sao? Ta mỗi ngày đều đang yêu, nhưng yêu không nổi. Đó là bởi vì con người có quá nhiều dục vọng chưa được thỏa mãn, vì thế mới sinh ra đau khổ, mới có nhiều tham vọng. Nếu phu nhân có thể làm được, yêu không phải không thể có được. Ta tin phu nhân sẽ được giải thoát. Yêu không phải là không thể có được. Người yêu trước, trước sau vẫn sẽ yêu người. Vậy người phu nhân yêu, có phải phu nhân cũng nên như vậy với người đó? Người rất giống một người ta quen. Phu nhân, thời gian hội ngộ đã hết, mời phu nhân rời đi cho. Huynh là La Phong. Ta là U Minh Cốc chủ. Không, huynh là La Phong. La Phong, La Phong, La Phong. Nhiều qua thế nào rồi, có hỏi ra được không? Quỳnh ấy là La Phong.
Dân Khương, huynh ấy chính là La Phong. Làm sao có thể vừa qua? La Phong, mỹ nhân, nàng nhận sai người rồi. Diệu Hoa, muội đừng như vậy. Đại Dương đã chết rồi. Nhận sai rồi. Phu nhân, phu nhân, phu nhân à, người ở đây sao? Người dọa chết em rồi. Chúng ta mau về thôi. Về thôi. Muội cứu ta, nhưng hiện giờ ta sống còn đau khổ hơn cả chết. Cứu huynh, huynh đau khổ, nhưng không cứu huynh, người đau khổ sẽ là muội. Con người ta vốn dĩ là luôn ích kỷ. Muội nói đúng. Đại Dương, rượu này đã không còn cứu vãn được nữa. Nếu như đại trần ta không còn có thể duy trì được nữa, chúng ta làm sao có thể để tổ tiên ta mất mặt mà sống tiếp trên cõi đời này đây? Đem đến đây. Chuyện này La Phong, mày không thể làm tổ tiên mất mặt được. Tuyệt đối không. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta không nên trách muội. Nếu không phải là muội, nếu không phải là muội đã đổi rượu cho ta, thì ta sớm đã chết rồi. Nếu như không có muội cứu ta từ biển lửa ra, ta cũng sớm đã chết rồi. Ta có được ngày hôm nay đều là do muội đã giúp ta. Ta luôn luôn cảm kích ơn muội trong lòng. Không, những chuyện này đều là do muội cam tâm tình nguyện. Để muội phải chịu khổ rồi. Nếu như đã muốn gặp,
Tại sao lại không nói cho cô ấy biết huynh vẫn còn sống? Gặp mặt không bằng đừng nên gặp. Vậy tại sao huynh còn đi gặp cô ấy? Dân Khương, huynh biết tình cảm của muội dành cho huynh. Muội yên tâm, ta sẽ không có bất cứ dây dưa gì với cô ấy nữa. Chỉ là hiện tại ta huynh vẫn không quên được. Ta chỉ hy vọng cô ấy sống sót. Ta hy vọng cô ấy hiểu được thế nào là yêu. Ta hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc hơn một chút. Như vậy ta mới cảm thấy nhẹ nhõm. Muội có thể đợi ta không? Muội có thể nói không? Người ta thường tàn nhẫn với người mà mình yêu nhất. Những người chung tình càng là như vậy, vì anh ta sẽ trong lúc đối tốt với nữ nhân này mà không ngừng làm tổn thương một nữ nhân khác. Ta xin lỗi. Không sao, đây là muội tự lựa chọn. Hiện tại muội cảm thấy rất hạnh phúc, ít nhất là so với lúc còn ở trong cung hạnh phúc hơn rất nhiều. Muội cảm thấy rất thỏa mãn. Mong rằng đây chính là lần cuối cùng. Tử thư cung nghênh phu nhân vào cửa. Đây là ý gì vậy? Chủ tử không đến sao? Phu nhân, đây là nạp thiếp, không phải cưới thê. Có thể đi vào từ cửa lớn đã là khai ân lớn của Dương phủ rồi. Người nói cái gì? Phủ của chủ thượng sao có thể đem so sánh với thường dân? Ta nói cho người biết, nếu như chủ thượng không đến, ta sẽ làm sao? Tử thư, ngươi được lắm. Đợi một chút, còn có một số quy tắc chưa xong. Quy tắc gì? Nạp thiếp vào cửa đầu tiên phải quỳ bái kiến tổ tông. Ngươi nhất định phải hành hạ ta thế này sao? Đây không phải là điều cô muốn hay sao? Phu nhân nên cao hứng mới phải. Được, ta nhịn các ngươi. Giờ là lúc nào rồi? Sao còn chưa tới chứ? Thưa bà hai, theo quy tắc thì người không được ra khỏi phòng đâu à. Bà hai với bà cả gì chứ? Sợ người khác không biết ta là vợ bé sao? Sau này phải gọi ta là phu nhân biết chưa? Dạ. Mau đi xem chú thượng đâu rồi. Dạ. Các người không hiểu lời ta nói hay sao? Không, thưa bà hai. À không, sư phu nhân đừng hiểu lầm mà. Là vì chú thượng đang nghỉ ngơi ở chỗ Dương Phi rồi à. Gì cơ? Đêm tân hôn mà lại tới chỗ cô ta sao? Tức cái gì chứ? Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Đến Dương Phi còn chưa đánh trúng ta bao giờ cả. Cô ta là cái thá gì mà dám đánh ta chứ? Thôi mặc kệ cô ta. Đêm tân hôn mà chú thượng không thèm tới, sau này chắc chắn cô ta sẽ bị lạnh nhạt. Nói cho cùng thì cô ta còn đáng thương hơn chúng ta đó. Tỷ nói cũng đúng,
Muội nghe nói chú thượng lấy cô ta chẳng qua do Dương Phi đang mang thai, nên tạm thời để cô ta hầu hạ chú thượng thôi. Bọn chúng đều cười ta. Hải Thiên, ta yêu chàng như vậy, khó khăn lắm mới có thể lấy chàng, vậy mà đêm tân hôn chàng lại không tới. Đến đêm tân hôn mà chàng có tới chỗ của Lữ Lạc, chàng coi ta là gì chứ hả? Ta xin thề, ta sẽ bắt chàng phải trả giá. Người bà đều đóng hết cửa sổ lại cho ta. Mau, nhanh nhẹn lên. Người bà đều lấy khăn bông và nước nóng lại đây. Vâng. Nào, cố lên, đừng lo lắng. Cố lên nào. Thở ra nào. Thở đều. Cố lên chút nữa. Thở đều nhé. Sắp được rồi. Thấy cái đầu chưa? Sắp ra rồi. Cố lên. Cố lên nào. Cố lên. Ra rồi. Ra được rồi. Chúc mừng nương nương là con trai, là một dương tử. Lạc Nhi, chú thượng, người không được giàu đâu à. Phòng sinh không cắt lợi mà. Ta quan tâm nhiều thế làm gì, ta đang vui để ta giàu đi. Vậy chàng không sợ Lạc Nhi bị lạnh sao? Sinh con thì có gì là giỏi chứ. Đời sau này thiếp sẽ sinh cho chàng mười mấy đứa luôn. Nàng sinh thì lại khác. Ta sinh thì khác sao? Nhưng ít nhất thì cũng là con cháu nhà họ Hải chứ, chứ không như một số người. Chúc mừng chú thượng là một tiểu dương tử à. Giống ngài như đúc ấy. Giống ta sao? Giống à? Người nhìn xem giống lắm à. Để ta bế thử xem. Ừ, đúng là giống quá. Nhìn cái mũi này, cái miệng này. Khỉ băng, nàng mau nhìn này, mau qua đi. Ôi, đừng khóc, đừng khóc nha. Chúc mừng chú thượng. Hải Thiên, ta đã có con rồi. Hải Thiên, ta đã có con rồi. Hải Thiên, ta đã có con rồi. Đừng khóc nữa. Hải Thiên, chàng đúng là kẻ ngốc. Ta chân thành với chàng như vậy thì chàng không coi ta ra gì, đã đi cung phụ một người không hề yêu mình. Cái gì mà ta sinh thì khác chứ. Ta sinh thì ít nhất cũng là con của Hải gia, chứ không như người khác. Không biết là sinh họ Ra Dân hay là họ Hải nữa đây. Xem ra không dễ dàng gì mà chia cắt Lữ Hạc và Hải Thiên rồi. Ta phải nghĩ cách khác mới được. Các người mau lên canh gà lên đây, cho thêm chút nước nóng vào. Nhớ là phòng của phu nhân phải thật kín gió, biết chưa? Dạ. Xin chúc mừng lão thái gia, chuyện vui của cả gia đình mà. Hôm nay đúng là một ngày đại hỷ, ta sẽ mời tất cả mọi người trong phủ đi uống rượu thôi. Được đó, vậy mọi người đi đi. Vâng. Được. Đi nào, vậy xin cáo từ. Được. Đi thôi. Đi đi. Không ngờ bình thường cậu ta ít nói như vậy, vậy mà bây giờ lại nhiệt tình thế. Cha, cha không thấy có gì kỳ lạ sao? Kỳ lạ gì chứ? Tỷ tỷ sinh em bé mà Tiêu Quy còn vui hơn cả chúa công vậy. Cậu muốn nói gì? Cha có biết không, cả năm nay tỷ tỷ và Tiêu Quy rất thân thiết. Nói năng lung tung, sau này những lời như vậy không được nói nữa, nhớ chưa? Cha, chuyện của tỷ tỷ và Dân Cường cũng không rõ ràng chút nào, nên làm cho rõ ràng thì vẫn tốt hơn à. Cha cũng không muốn nuôi cháu của người khác, đúng không à? Tất nhiên là không rồi. Con biết cha sợ tỷ tỷ tủi thân. Cha yên tâm đi, chỉ cần lấy trợ một ít máu, lấy máu để nhận quyết thống rất nhanh có đáp án rồi mà. Mà còn đảm bảo thần không biết quỷ hay không. Chuyện này, cha, cha đừng do dự nữa. Chưa biết chừng là con đoán sai. Con người tỷ tỷ tốt như vậy làm sao có thể. Chỉ là để cho mọi người yên tâm thôi cha. Con nói như vậy cũng là có tầm nhìn xa đó.
Chuyện này đừng để Lạc Nhi biết nha. Đang nhìn này, giống ta quá. Cái miệng giống ta. Nó nhỏ như vậy làm sao biết được chứ? Nhìn ra chứ. Nó là con ta mà. Tương lai nhất định sẽ là một nhân vật nổi danh. Được rồi, vậy chàng hãy đặt tên cho nhân vật nổi danh này đi. Vậy tên là Dượng đi. À không được, không được. Quá thô tục. Đang xem bình thường ta hay nghĩ ra nhiều trò hay, thế mà bây giờ tới lúc cần là chẳng nghĩ được gì. Sau này để cho con đọc sách, chắc nó còn giỏi hơn ta đó. Thiên Nhi, Lạc Nhi. Cha, cha đến thật đúng lúc. Cha, cha giúp con nghĩ xem nên đặt tên thằng bé là gì bây giờ. Nhà mình có đặt sẵn tên cho con cháu không à? Chuyện này cứ từ từ đã. Chúng ta có làm theo quy tắc của tổ Ao Tông đã nhé. Quy tắc à? Là thế này. Hải gia chúng ta có quy định, trẻ con sơ sinh phải lấy một giọt máu, sau đó hòa vào máu của phụ thân, rồi mang đến từ đường thông báo với tổ tông để mong được tổ tông bảo hộ. Quy tắc này mình phải thực hiện. Quy tắc này sao con chưa nghe bao giờ vậy? Chẳng phải trước đây chúng ta nghèo sao nên không nói chuyện quy tắc, nhưng bây giờ thì khác rồi. Chúng ta không thể để tổ tông nói rằng chúng ta không hiểu kính, không hiểu quy tắc chứ. Cha, nhưng mà thằng bé còn nhỏ vậy, nếu lấy máu liệu có... Không sao đâu, chỉ một hai giọt thôi mà. Vậy... Vậy cứ làm theo ý cha đi. Được, được. Ngoan nào. Ngoan nào. Không khóc nhé, ngoan nào, xong rồi. Thiên Nhi, con cũng qua đây. Mau đưa tay đây. Được rồi, được rồi. Không khóc nữa nào. Ngoan nào, ngoan nào. Mẹ đây rồi. Ngoan nào, không khóc nhé. Thế nào? Được à? Được rồi. Cái gì thế? Cha, để ta xem nào. Cha, cha đừng nhìn thì hơn. Tỷ tỷ không làm chuyện gì có lỗi với chú thượng đâu. Nếu đã như vậy thì sao không cho ta xem? Hai loại máu không hòa vào nhau sao? Đúng là cô ta dám làm chuyện này. Cha, có thể là không có thể gì hết. Ta biết là có chuyện gì rồi. Mọi người đều nói cô ta và dân cuồng có chuyện tư tình. Ta còn không tin. Nhưng mà bây giờ, cha, có thể là tỷ tỷ nhất thời hồ đồ. Cha tha cho tỷ ấy đi. Không phải là hồ đồ mà là cố ý. Cô ta làm vậy là để cứu Thiên Nhi. Thằng bé này không có liên quan gì đến Tiêu Quy, mà lại liên quan đến dân cuồng cơ. Nhất định là lần đi dự tiệc đó rồi. Vì để cứu Thiên Nhi nên cô ta mới phải làm như vậy. Vậy cha định làm gì à? Ta sẽ không nuôi con cho dân cuồng đâu. Thằng bé này phải xử lý thôi. Nhưng không được làm Lạc Nhi đau lòng, biết chưa? Con hiểu. Cha cứ giao cho con đi. Con nhất định sẽ làm cha hài lòng.
Nào, uống thêm một thìa đi. Lại có chuyện gì thế? Đừng có làm loạn nữa. Thiếp cũng không đồng ý, nhưng lão thái gia nói rồi, tỷ tỷ bây giờ cần phải tỉnh dưỡng. Nếu phải trông con thì e rằng sẽ nghỉ ngơi không được đầy đủ, nên bảo thiếp tới trông con tha cho tỷ tỷ. Không cần đâu, con còn nhỏ quá, ta muốn nó ở bên cạnh ta. Tỷ tỷ à, bây giờ tỷ đang ở cử, thằng bé thì khóc suốt ngày, thì làm sao tỷ ngủ được chứ? Vậy thì làm sao mà nhanh chóng hồi phục được? Tỷ yên tâm đi, con là của tỷ mà, sao có thể biến thành của muội được? Hỷ Băng nói đúng đó, nàng cũng nên nghỉ ngơi tỉnh dưỡng đi. Chú thượng, thôi được rồi, đừng nói nữa, ta sợ nàng ăn không ngon. Được rồi, cứ quyết định thế đi. Cha ta cũng muốn bế cháu mà. Hãy tin ta đi, ông ấy nhất định sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đợi khi nào nàng khỏe rồi thì chúng ta sẽ đón con về. Người đàn bà này lén lén lút lút lại định làm trò gì đây? Phu nhân tới rồi à? Ngươi giúp ta xử lý thằng bé này, tặng cho ai hay bán cho ai tùy ý, nhưng ngươi phải hứa với ta không bao giờ được xuất hiện trong vòng trăm dặm trở lại đây. Vâng, phu nhân cứ yên tâm. Nhớ kỹ, nếu ngươi mà hở ra chuyện gì thì cẩn thận cái đầu của mình đó. Phu nhân yên tâm, sau khi ra khỏi căn nhà này thì tôi không quen phu nhân, phu nhân không quen tôi, hai chúng ta đến chết cũng không có liên quan gì tới nhau nữa. Người thông minh đó. Đứa bé này cũng thật là khỏe mạnh, chắc là có thể bán được giá đi. Ta muốn mua đứa trẻ này. Cậu là ai? Ta biết người phụ nữ vừa nãy bảo bà bán đứa trẻ này xa một chút, nhưng nếu bà bán nó ở chỗ xa chưa chắc được giá. Hơn nữa đứa trẻ này 2 năm nữa sẽ không ai nhận ra đâu. Cho nên có bán hay không tự bà nghĩ đi. Điều này để tôi. Tôi bán. Làm sao đây? Nếu vạch trần âm mưu của Hỷ Băng thì cô ta sẽ không sống nổi. Nhưng nếu không vạch trần cô ta sẽ làm điều ác nữa. Nếu đứa bé này thật sự mất rồi, chú thượng và nương nương sẽ đau lòng thế nào? Thôi, đứa trẻ này ta cứ nuôi đã. Tổ tông phù hộ Hải gia chúng ta. Phù hộ Hải gia. Phù hộ. Cha. Về rồi à? Làm thế nào rồi? Đã sắp xếp ổn thỏa rồi à? Chỉ là không biết nên ăn nói thế nào với chú thượng và tỷ tỷ. Cái này
để ta nghĩ xem. Cha. Cha. Thiên Nhi, con vừa tìm đứa bé trong phòng cha, bọn họ nói cha ở đây, còn đứa bé đâu? Đứa bé cha đã đưa đi rồi. Tại sao? Vì con thấy đấy, ở đây thời tiết khô hạn, gió cát nhiều, không tốt cho đứa trẻ. Hơn nữa giờ không thái bình, lỡ như có đánh nhau, mang theo đứa bé làm khổ nó lắm. Thế nên Thiên Nhi, nhưng cha nghĩ con sẽ hiểu đúng không? Cha nói cũng đúng, nhưng Lạc Nhi là người phụ nữ tốt, nó đã hy sinh vì con rất nhiều. Cha nghĩ chắc nó cũng có thể hiểu thôi. Con hiểu rồi. Vậy để hôm khác con sẽ nói với Lạc Nhi một tiếng. Con còn có vệ sinh đi trước. Được. Cha, sao cha không nói thật với Quỳnh ấy? Nam nhân sống phải có thể diện, biết chưa? Cha không muốn con trai ta cả đời này sống trong chay dứt. Nhưng Quỳnh ấy sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Không sao. Tục ngữ nói cái gì hiếm sẽ quý hơn. Đợi mai sau, nó có con thứ hai, con thứ ba, điều này cũng không quan trọng nữa. Nương nương, Hỷ Băng. Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến? Ta muốn thăm đứa bé. Đứa bé đâu? Mùi gửi nuôi nó ở đâu? Điều này mùi không biết hả? Ta sẽ đi hỏi cha. Tỷ tỷ, mùi có lỗi với tỷ. Sao thế? Đứa bé không phải gửi cho người khác nuôi, mà là gì? Bán nó rồi. Mùi nói gì? Lão thái gia nghi ngờ đứa bé không phải là dòng dõi Hải gia, nên mùi cũng là bất đắc dĩ bán đi đâu rồi. Bán cho bào mối buôn rồi. Đáng chết. Tất cả các người thật đáng chết. Chú thượng thì sao? Người đã biết việc này không? Biết à? Đó là máu mủ của chàng đó. Nương nương, nương nương. Chú thượng, Tô tiên sinh gửi thư đến, nói Dân Cuồng lần đánh Hung Nô đại thắng, nhưng cũng tốn thật khá nhiều binh mã. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tiến công. Nhưng ta đã hứa với Lạc Nhi sẽ không tranh giành nhau nữa. Chú thượng, mọi lúc mọi khác, nếu để lỡ dịp này, muốn tiến công sẽ rất khó. Hơn nữa, nương nương chưa đủ tôn trọng người. Sau lần ở Hồng Môn Yến, ai mà biết nương nương có... Lệnh ta đã ra, chuyện này đừng có nhắc lại nữa. Người không nghe thấy sao? Chú thượng, Bàn Dạng không có ý gì khác. Tôi thay mặt Quynh ấy xin lỗi người. Tôi nói không hề sai. Chú thượng, nếu người tin nương nương kích động thế làm gì? Nói trắng ra người cũng không tin đúng không? Ngươi còn nói à? Tôi chỉ muốn tốt cho người. Nếu người thấy tôi sai thì cứ giết tôi đi. Chú thượng, Bàn Dạng, huynh đệ một nhà, cần gì phải động dao động kiếm? Luôn miệng nói yêu ta, nhưng chưa từng tin ta. Ông trời ơi, tôi luôn nghĩ rằng đây là thiên đường của tôi, không ngờ lại không phải. Tôi sẽ không bao giờ trông mong vào người khác nữa. Tôi phải tự mình đi tìm con tôi. Dương phi nương nương không sao chứ? Ta không sao, dìu ta về thôi. Lạc Nhi,
Đi đâu rồi? Chúa thượng, thiếp đi đây. Nghĩ lại hồi trước, những việc từ lúc chúng ta quen nhau cho đến khi thành thân, nghĩ lại thì thiếp ở bên cạnh chàng chỉ là trả nợ. Vì thiếp mà chàng mất đi người thân, cũng vì thiếp mà chàng từ bỏ tất cả. Vì thế thiếp đến sinh con đẻ cái cho chàng. Nhưng chúng ta không hợp nhau. Phu thê quan trọng nhất là phải tin tưởng. Nếu không còn niềm tin thì có ở bên cạnh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc hỷ băng đến, thiếp nên nhận ra điều này. Nhưng thiếp lại không nhận ra, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, nên thiếp đã mất đi đứa con của mình. Đây là ông trời trừng phạt thiếp. Giờ nợ đã trả xong, thiếp nên đi rồi. Đừng tìm thiếp, đừng khơi lại nỗi đau của cả hai, đừng gặp lại nhau nữa. Lạc Nhi. Tiêu Quy, Quỳnh đi đâu vậy? Tiêu Quy, Quỳnh đi đâu? Bọn họ đều nói tôi và nương nương quan hệ mờ ám. Tôi thì không sao, chỉ là... Lại là gì ta? Nương nương, đừng chỉ nói tôi. Nương nương cũng đi đâu? Ta muốn ra đi. Chắc là duyên phận của ta ở đây đã hết, không muốn ở lại nữa. Vậy tôi đi cùng với nương nương. Tại sao? Nương nương cũng biết trọng anh hùng. Nương nương ra đi rồi, ở đây chẳng có gì đáng để luyến tiếc nữa. Tiêu Quy hãy tin ta, Quynh nhất định phải ở lại. Nơi này nhất định là chỗ tốt để Quynh đọc bộc lộ tài năng. Hải Thiên sẽ là một đại dương tốt. Thiên hạ tương lai sẽ là của già. Điều này không quan trọng. Thế cái gì mới quan trọng? Nương nương quan trọng. Được, ta đã quan trọng như vậy. Đúng, đúng là nương nương quan trọng đấy. Đúng, ta quan trọng, nên Quynh phải nghĩ cho ta. Một mình ta ra đi không sao, nếu hai chúng ta cùng đi thì người ngoài sẽ nghĩ gì? Quynh biết tính cách của ta, ta không quan tâm những lời đàm tiếu đó. Nhưng Tiêu Quy, ta phải giữ thể diện cho người nhà của cha ta. Quynh hiểu chứ? Nhưng tôi lo cho nương nương sẽ gặp nguy hiểm. Vậy ta không đi nữa. Ta xin Hải Thiên đi tìm cha ta. Thật không? Thật. Tiêu đại ca, xin lỗi, ta vẫn phải đi thôi. Ta phải đi tìm con ta. Ta muốn gặp nó. Xin lỗi. Người nói người thấy nương nương, tại sao không ngăn nương nương lại? Xin lỗi chứ thượng. Người phạt tôi đi. Ta phạt ngươi à? Giờ có giết ngươi cũng không ích gì. Được rồi, được rồi, lui đi. Vâng. Chú thượng, sao rồi, có tin gì không? Làm sao đây? Các người nói xem. Lạc Nhi đi đường một mình, nàng ấy lại không biết võ công. Lỡ như... Chú thượng đừng sốt ruột, nương nương ở hiện gặp lành nhất định sẽ không sao đâu.
Vấn đề này rốt cuộc là tại sao? Đứa bé tại sao? Cha ta cũng thật là, sao có nhất định quyết ôm đứa bé đi? Được rồi, ta sẽ mang đứa bé về. Như thế lúc Lạc Nhi trở về mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thiên Nhi, cha đến thật đúng lúc. Con muốn đón đứa bé về đúng không? Cha cũng nghe thấy rồi à? Lạc Nhi cô ấy, Lạc Nhi là một đứa tốt. Con mau phái người đón nó về, nhưng đứa bé thì không được. Tại sao? Hai người lui trước đi. Dân. Cha, trước cuộc là có chuyện gì? Nó không phải là con của con. Không thể nào. Ta lừa con làm gì? Điều này là chính xác đấy. Con còn nhớ lần trước ta dẫn Hy Văn đến trích máu của con không? Kết quả là máu của con và nó không hòa nhau được. Không, không thể nào. Đúng, ta tin nhân cách của Lạc Nhi. Nhưng chính là lần trên địa bàn của dân cuồng. Cha, con không nói với cha chuyện này. Cha có nhớ đứa bé nào trong nhà chúng ta chân cũng có vết bớt đó không? Đứa bé đó có không? Có, chính mắt con nhìn thấy. Thế thì lạ thật. Trừ phi Hỷ Băng. Chàng làm gì thế? Làm thiếp đau quá. Tốt nhất là nàng nên nói rõ ra. Ta sẽ không tha cho nàng. Chàng nói gì thế? Tất cả đều là do lão thái gia chỉ thị mà. Tiểu thiếp làm sao dám nói không được? Tại sao máu đó không hòa vào nhau? Thiếp, thiếp làm sao biết? Chắc không phải là con cháu Hải gia. Nàng chỉ còn nói linh tinh. Trời Phật làm chứng, lúc trích máu lão thái gia cũng nhìn thấy. Thiếp muốn dở trò còn khó hơn lên trời đấy. Hơn nữa, ai cũng biết tỷ tỷ là người chàng yêu thương nhất. Thiếp nào dám? Thật không? Là thật đấy. Tại sao chàng không tin thiếp? Không có lửa làm sao có khói. Nàng tự suy xét lại bản thân đi. Đúng, thiếp nên suy xét lại bản thân. Điều thiếp nên suy xét, tại sao thiếp lại yêu chàng? Yêu một người trong lòng không hề có thiếp. Cho dù thiếp mắc sai lầm thế nào, thiếp mới là người quan tâm chàng nhất. Thế thì không sai chứ. Tốt nhất là nàng đừng để ta điều tra điều gì. Nếu không, ta sẽ không tha cho nàng đâu. Làm sao bây giờ đây? Làm sao đây? Nếu chuyện bại lộ mình sẽ chết chắc. Đúng rồi, vẫn còn Tử Thư. Quỳnh ấy sẽ giúp mình. Thưa tướng, đây là do muội đích thân làm, để muội đút cho huynh nhé. Xin lỗi, làm bẩn áo của huynh rồi. Vậy phu nhân, gọi muội là Hỷ Băng đi. Điều này, muội biết huynh thích muội. Huynh cần gì phải giả vờ chứ? Mùi đã được gả cho chú thượng rồi, nhưng chú thượng không thương mùi, muốn bỏ mùi. Sao có thể? Huynh đừng nhìn vào dáng vẻ quân tử của chú thượng, thật ra chàng toàn thích trút giận lên người mùi. Cứ tiếp tục chắc mùi không sống nổi. Không tin huynh xem đi. Không thể, chắc chú thượng không cố ý. Chú thượng không cố ý. Chẳng lẽ muội tự làm sao hả? Có lẽ là do chú thượng mất con.
lại mất cả phu nhân, tâm trạng không tốt. Muội đừng trách chú thượng, đây đều là chú thượng tự làm chủ tự chịu. Muội đã làm nhiều việc như thế, dùng máu của muội đổi máu của đứa bé, chính là vì để chú thượng quên đi người phụ nữ đó. Không ngờ chú thượng cố chấp không tỉnh ngộ. Muội nói gì? Đứa bé là con chú thượng ư? Tử Thư, thật ra người muội thích là Quynh. Từ bé gia đình đã nghèo, muội rất sợ không có cơm ăn như hồi bé, nên muội mới chọn chú thượng. Muội nghĩ như thế là có thể hạnh phúc cả đời, nhưng muội sai rồi. Đợi đến lúc muội phát hiện mình ngày càng ghét chú thượng, càng ngày nhớ Quynh, muội mới biết muội đã bỏ lỡ điều gì. Chắc Quynh nghĩ muội là người phụ nữ xấu xa, nhưng muội cũng muốn có một tình yêu thật sự. Quynh có hiểu không? Quynh có đồng ý cho muội thêm một cơ hội không? Còn có cơ hội sao? Chỉ cần đưa muội đi là có. Đưa muội đi đâu? Chúng ta có thể tìm một nơi không ai biết chúng ta là ai, bắt đầu cuộc sống mới. Được rồi, Quynh đừng do dự nữa. Phòng cố của phủ chú thượng đều do Quynh quản, nhất định phải nhớ mang thêm nhiều tiền. Vậy sau chúng ta còn có con, nhất định cần dùng nhiều tiền. Muội sẽ đem thêm châu báu trong nhà đi. Ngày mai không gặp không về. Nhớ nhé, ngày mai không gặp không về. Ngoan nào. Xin lỗi, tôi không nên giấu chú thượng. Không sao, chỉ cần đứa bé không sao là được rồi. Ta thật sự sợ cha con ta phải mỗi người một phương. Thời gian qua tôi đã tìm một hộ gia đình nuôi đứa bé. Đứa bé không phải chịu khổ. Cảm ơn người Tử Thư. Chú thượng, không có việc gì tôi xin đi trước. Lui đi. Ngoan nào. Đứa bé là con của người đấy. Vị phu nhân dùng máu của mình tráo với máu của đứa bé. Ta biết người đàn bà ti tiện này. Để ta xử cô ta. Thiên Nhi. Thiên Nhi à, con tiện tiện thích hỷ băng ôm hết tiền của Dương phủ đã chạy mất rồi. Cái gì? Người đâu? Có. Mau đi bắt Hỷ Băng về đây cho ta. Rõ, đi mau. Sao giờ Quynh mới tới? Tiền đã mang theo chưa? Không. Không mang tiền Quynh đến làm gì? Muội đúng là bị Quynh làm tức chết mà. Quynh đến để nói cho muội biết tất cả đều đã bị vạch trần. Quynh bán đứng muội à? Quynh luôn miệng nói yêu muội, kết quả lại bán đứng muội. Ta nói với bọn họ muội đi đường khác, nên mới có thời gian đến đây thông báo cho muội. Bọn họ sắp đến nơi rồi. Muội mau đi nhanh lên. Đáng chết. Nghị phu nhân, cô muốn đi đâu? Cho dù muốn đi cũng phải nói với chú thượng một tiếng chứ. Đừng qua đây. Các người dám qua đây ta sẽ giết anh ta. Nghị phu nhân, có gì từ từ nói. Mau bỏ hết tiền của các người ra. Bỏ vào đây, nhanh lên. Thank you.
Ban giá, sao thế? Bỏ đi. Quynh là đồ đệ muội, cô ta thấy rồi mà vẫn còn muốn bảo vệ à? Tha cho cô ta đi. Coi như đây là lần cuối cùng. Yêu không cần hỏi có đáng hay không. Nương nương, nương nương, sao thế? Vội vội vàng vàng, có chuyện gì vui à? Hoàng Lương nói Chiến Dương sắp quay trở về rồi. Thật ư? Chẳng trách Quan Ngân Xuân ngoài cửa nở đẹp như vậy. Mau đứng lên, dặn dò người trong cung mau dọn dẹp sắp xếp lại các thứ. Vâng. Quynh làm sao thế? Phía Hải Thiên có tin gì không? Quynh vẫn còn nhớ người phụ nữ đó à? Cô ấy là điều đáng tiếc nhất cả đời này của bản Dương. Đại ca, nếu Quynh thật sự yêu cô ấy thì cũng không khó. Muốn người thì dễ, muốn lòng mới khó. Đệ không hiểu đâu. Đệ thật sự không hiểu nổi. Ca, phía trước có người. Đi xem nào. Lạc Nhi, Lạc Nhi, Lạc Nhi à, Lạc Nhi, Dân đại ca, tại sao muội lại ở đây? Muội ngất rồi. Sao muội lại ngất ở đây? Không phải muội ở chỗ Hải Thiên sao? Có phải hắn đối xử với muội không tốt hả? Không, Quynh ấy rất tốt với muội. Là muội nhớ cha muội nên muội lén trốn đi thăm cha thôi. Vậy Chân đại ca, muội phải đi rồi. Lạc Nhi, ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn không giống như muội nói. Đi với ta được không? Chúng ta sẽ quay về như lúc trước được không? Chúng ta không quay lại được đâu. Tại sao không quay lại được? Chỉ cần muội đi cùng Quynh, chúng ta sẽ quay lại được. Dân đại ca, không biết đã xảy ra chuyện gì, Quynh mãi mãi là bạn bè tốt của muội. Giờ muội phải thật sự đi rồi. Lạc Nhi, được. Lạc Nhi, để ta đưa muội về. Trên đường đi quá nguy hiểm. Muội không được từ chối ta. Muội vừa nói chúng ta là bạn bè tốt, lẽ nào muội không cho làm bạn sao? Nên ngựa đi. Nương nương, nương nương à, lại có chuyện gì thế? Nào, đến xem giúp ta. Ta cài hoa trắng này đẹp hay là cài hoa đỏ này đẹp?
Sao thế? Chiến Dương vẫn chưa về sao? Không phải, đã về đến cửa rồi. Thế người hốt hoảng cái gì? Nghe nói Chiến Dương mang về một cô gái, dáng vẻ còn rất thân thiết. Cô gái à? Là thật đấy. Nghe nói cô gái đó là Hải phu nhân.